xin giới thiệu, đây là máy rửa xe đến từ thương hiệu Karcher, hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V, model là Karcher GTK28. Ngoại hình còn tương đối khá đẹp nha. Kích thước máy nhỏ gọn, mình có thể dễ dàng di chuyển nhiều nơi. Hôm nay mình để vị trí này, hôm sau mình chỉ cần xách lên ghim điện 100V, đặt ở vị trí khác là mình xài ok. Hàng em bán ra bao nguyên bản, nguyên zin, bao hoạt động ok, nên các bác yên tâm sử dụng nha. Máy này sẽ gồm có một thang máy nè, một súng zin kèo theo máy nè, và một dây điện. Dây điện này dài khoảng 3-5 mét nè, súng zin này dài khoảng 3-5 mét. Cây súng thì dài gần một thước, thì tính ra cũng từ 7-8 mét cho tới cả chục mét. Mình có thể di chuyển xa khắp nơi để mình rửa xe. Rửa xe Honda, rửa xe hơi, tưới cây, rửa kho bãi, nhà xưởng, tất cả đều phù hợp nha. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình xung quanh cho các bác tham khảo. Bây giờ em sẽ quay máy rồi cho mình xem nha. Rồi, thông số của máy. Đây là thông số của máy Karcher GTK28. Công suất của máy là 1250W, sử dụng nguồn điện 100V và sản xuất tại Germany, tức là sản xuất tại Đức, xuất cho thị trường Nhật nên sử dụng nguồn điện 100V. Thương hiệu Karcher thì đã quá nổi tiếng rồi. Hàng nội địa Nhật thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thứ nhất là độ bền cao, cái thứ hai là tiết kiệm điện, cái thứ ba là tiết kiệm nước. Giờ em xin test chức năng cho máy rửa xe này cho mình tham khảo. Đầu tiên mình sẽ ghim vào nguồn điện 100V, sau đó mình bóp cái cò súng là mình sử dụng ok. Rất đơn giản, dễ sử dụng. Áp lực nước rất là mạnh, rửa sạch mọi vật dụng. Súng này dài tầm 1 mét nên mình có thể thấy không? Luôn ở dưới luồng xe rất là dễ dàng, rửa sạch mọi vật dụng. Nước bắn ra rất là mạnh, các bác thấy không? Nước nó bắn mạnh đến nỗi mà nó xoáy vòng tròn luôn. Tuy là nó bắn ra cái lơi nước lực mạnh như vậy, thấy là nhiều nước như vậy, nhưng mà nó dùng cáp lực đẩy nước ra không hề hao nước nha, và cực kỳ tiết kiệm điện. Rửa một cái xe như vậy thì mất khoảng 5-10 phút là đã xong rồi. Sau khi mình rửa xà bông xong thì mình chỉ xịt cái là sạch bông. Vừa tiết kiệm chi phí mà vừa ở nhà rửa xe mà cảm giác hài lòng hơn so với đi tiệm nhiều, đúng không? Rồi, vậy là máy rửa xe này hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc clip nha. Các bác cần mua hàng vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác có thể cọc trước 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100%, em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa.